Số 3 Cường Fixing xin kính chào tất cả mọi người. Hiện nay câu tôm được xem như là thú vui giải trí dân dã và đã được rất nhiều người yêu thích và đam mê, không phân biệt những tuổi tác hay là địa vị của xã hội giàu nghèo. Đấy. Hôm nay shop em xin hân hạnh giới thiệu cho các bác một cái mẫu cần câu tôm, câu mực có hai màu, màu cam và màu xanh, có chiều dài là 1m3 và 1m2. Hiện tại và được bọc cái lớp thép để cho các bác cuốn luồn cước bên trên nhá. Đó. Cần này thì có màu trong suốt nhá. Màu trong suốt và chất liệu của cần các quan phin luôn. Tay cầm bằng xốp rất là êm. Cần này rất là nhẹ nhá. Nhẹ nên có các bác câu tôm rất là thoải mái luôn. Phục vụ cho các bác câu tôm ở trong hồ giải trí hoặc đi các bác đi ra ngoại. Ra ngoại thì cầm theo rất là gọn gàng. Đó, cái này hiện tại shop em đang bán với giá là 50.000 một chiếc mà em bán trên 2 chiếc trở lên nhé. Đấy, cần này ngọn rất là dẻo này. Ngọn tầm 2 ly. Rất là dẻo. Tái cá được tầm tái tôm được tầm 5 lạng, 7 lạng. Đó. Và tiếp theo em sẽ test cho các bác thử nhá. Và đây là cái cuộn băng dính chiều trọng lượng là 5 lạng. Đấy, em nước lên rất là nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Câu tôm thì những con táo tôm thì nó chỉ rơi vào tầm 1 đến 2, 3 lạng thôi. Đấy, và câu mực cũng được, câu mực thì nó cũng ok. Đó. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. Bán trên 2 chiếc trở lên. Đó. Các bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhá. Đăng ký kênh, chia sẻ kênh và like giúp em ạ. Tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.